Nguyên tịnh, cẩm vân, huynh quá thanh á, cô ái minh, xích trần đạo, xích trần đông, đã lo hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ cũng đã đến giờ học bài pháp của kinh 314. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng à, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm tiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như A, được đếm hương vị phù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian à, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh người khắp chốn ni à, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá, dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 314. Dạ sa thú đành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô San Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Thành cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ pháp cú kinh số 314. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần nghĩa từ vựng. Akatang dukkha tang sayo, Akatang dukkha tang sayo, Akatang dukkha tang sayo, Baccha tapati dukkha tang, Baccha tapati dukkha tang, Baccha tapati dukkha tang, Katang cha sukkha tang sayo, Katang cha sukkha tang sayo, Katang cha sukkha tang sayo. Văn ca to na nu tát ba tí, văn ca to na nu tát ba tí, văn ca to na nu tát ba tí. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái hợp từ akatang. Akatang có nghĩa là không làm. Akatang có nghĩa là không làm.
Dukkha tăng. Dukkha tăng có nghĩa là điều xấu hay là việc xấu. Dukkha tăng, điều xấu hay là việc xấu. Seiyo, seiyo có nghĩa là tốt hơn. Có nghĩa là tốt hơn không làm điều xấu. Tốt hơn không làm việc xấu. Ở đầu dòng thứ hai thì chúng ta có một cái trạng từ Baccha. Baccha, Baccha có nghĩa là về sau. Baccha có nghĩa là về sau. Về sau. Tapati, Tapati có nghĩa là ăn năn hay là đốt nóng. Tapati, ăn năn hay là đốt nóng. Tapati. Dukkha tăng, Dukkha tăng có nghĩa là việc xấu hay là điều xấu đó. Nãy chúng ta đã biết rồi. Ở đầu dòng thứ ba chúng ta có một cái cụm từ cát tanh chá. Cát tanh chá có nghĩa là cát tăng cộng với chá. Chá là và, chúng ta đã biết rồi. Cát tăng, cát tăng có nghĩa là đã là. Cát tăng có nghĩa là đã làm. Chá có nghĩa là và. Chá có nghĩa là và. Su cát tăng, Dukkha tăng thì nó đối ngược lại với Dukkha tăng, có nghĩa là việc tốt hay là điều tốt. Dukkha tăng, việc tốt hay là điều tốt. Siyo, siyo có nghĩa là tốt hơn. Tốt hơn. Ở đầu dòng thứ tư chúng ta có một cái đại từ ai hay là người nào. Văn, văn có nghĩa là ai hay là người nào. Xuất phát từ đại từ giá, nhà ai hay là người nào. Cá to, cá to có nghĩa là sau khi làm. Cá to có nghĩa là sau khi làm. Nanutapati, Nanutapati có nghĩa là không nuối tiếc. Nanutapati là không nuối tiếc. Dạ, vậy là chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử ấy mình rất nhiều. Akatang Dukkatang Sayo Baccha Tapati Dukkatang Cát tăng chắc su cát tăng xây vô văn cá to na nú tát bá tí có nghĩa là ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lì. Thiện hạnh ác nên làm xong không ăn năn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta bước qua phần nhân sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 314. Ngày hôm nay thì do chúng tôi bận tụng kinh nhiều quá, là tới giờ này coi như là nói thân ra hơn nữa. Nói nó rất là mệt, nó không ra ra hơn nữa. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Rồi bây giờ thì trước khi đi vào cái phần nhân sự và ý nghĩa, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava bhutang bhavantang apivadeyami sokato bhagavata dhammo dhammang namassami.
Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami Lokassa Nathang Varamuttamahang Buddhan Cha Thamman Cha Banamami Sangham. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. À, kính thưa quý vị, câu kệ Pháp Cú Kinh số 314, đây là một cái câu chuyện nói về một cái người nữ mà hờn ghen, có nghĩa là do cái sự ghen tuông nên mới xảy ra cái câu chuyện này. Ác cá tăng đúc cá tăng xây vô, ác hạnh không nên làm, bách cha tắc bách chí đúc cá tăng, làm xong chịu khổ liền. Cách tanh chát suốt cách tăng xây vô, thiện hạnh ác nên làm, na nú tắc bá tí, làm xong không ăn năn. Thì kính thưa quý vị, cái bài kệ Pháp Cú này đó thì được Đức Phật Ngài thiết ra khi Ngài ngự tại Chê Tá Quán Á, đề cập được đến một cái người nữ nhân người ta có cái sự mà ghen tuông. Thì cái câu chuyện nó xảy ra là như vậy. Bà đã bắt một cái người nô tỳ của bà, một cái người nữ tỳ của bà, vì cái người nữ tỳ này đó có gian díu với chồng của bà. Thành ra lúc đó bà đã bắt cái người nữ tỳ này và giam, rồi đánh đập hành hạ, đánh đập hành hạ. Thì nhân cái lúc mà bà đi nghe Đức Phật thuyết pháp, thành ra đó lúc đó những cái người ở trong thân tộc của bà mới thấy tội nghiệp người nữ tỳ, nên đã lén tháo gỡ những cái sợi dây trói buộc, những cái sợi dây giam cầm cái người nữ tỳ này. Rồi cái người nữ tỳ này đó cũng được cái duyên lành đó, là sau khi được cởi trói, người nữ tỳ đã đi đến cái nơi mà Đức Phật đang thuyết pháp. Thì khi mà đi đến gặp Đức Phật đó quý vị, thì cái người nữ tỳ này cũng tỏ lòng, có nghĩa là tường trình hết tất cả cái sự việc, cái sự việc cho Đức Phật nghe. Thì khi mà Đức Phật nghe cái câu chuyện đó rồi đó, thì Đức Phật mới dạy lên cái câu kệ này: dù một cái việc ác nhỏ cũng không nên phạm, dù chính cái hành động mà không ai biết cũng không nên thể hiện, vì những cái hành vi mà bất thiện đó sẽ có cái kết quả khổ ở tương lai, mà hãy cái hành vi thiện á thì được cái sự an lạc ở trong đời này và ở trong đời sau. Đó là do cái nhân duyên này mà Đức Phật Ngài đã thuyết lên cái câu kệ này. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng qua cái duyên sự này, mình thấy rằng là bậc đạo sư của chúng ta đó, đúng là bậc thầy của trời người, thầy của trời người. Có nghĩa là quý vị thấy không, khi mà người nữ tỳ này đó có cái trình lên cái sự việc đó cho Đức Phật, quý vị thấy rằng Đức Phật không binh bên nào, Đức Phật không có binh bên nào hết, không có binh bên bà chủ, mà không có binh ở bên cái người nữ tỳ, mà Đức Phật chỉ thuyết cho những người này nghe. Thế mà mình có cái hành động bất thiện, mình có cái hành động xấu, thì coi như là mình phải chịu cái quả khổ đau. Dù cho cái hành động đó là không ai biết, thì mình cũng phải chịu cái quả khổ đau ở trong tương lai. Còn cái người mà có cái hành động thiện là sẽ đưa cái người đó, do cái hành động thiện này
sẽ đưa cái người đó tái sanh về cái nơi nhàn cảnh. Thành ra đó, cái người nào đó mà có cái hành động tốt thì về sau này không có ăn năn, không có sầu muộn. Mà hơn nữa, khi mà nghĩ đến cái quả vị thục đó thì lại càng hoan hỷ thêm lên. Thật ra đó thì quý vị thấy rằng ở đây Đức Phật của chúng ta, Ngài là bậc thiên nhân chi đạo sư, Ngài là một cái bậc mà thầy dạy của chư thiên và nhân loại. Thành ra lúc đó Ngài không có nói về một cái khía cạnh mà binh một cái người nào hết. Ngài dù cho cái người đó là đại thí chủ hoặc là một cái người người đó là như thế nào, Ngài cũng không có binh quý vị đó. Mà Ngài chỉ thuyết lên những cái hành động của con người thì phải chịu cái quả khổ đau như vậy. Thường thường quý vị thấy rằng ở đây nói lên cái điều này là như thế nào quý vị? Quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi nói thêm một cái điều. Thường thường chúng ta bị một cái gì? Chúng ta bị một cái phiền não chướng. Chúng ta đối với ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái thứ nhất nè, là chúng ta có cái nghiệp chướng. Thứ hai là chúng ta có cái quả chướng. Thứ ba đó là chúng ta có cái phiền não chướng. Có những cái tông phái đó, người ta tụng những cái điều này á, lào lào, nhưng mà người ta không có biết cái phiền não chướng là cái gì hết. Ví dụ như đó là quý vị thấy rằng ở những cái tông phái bạn á, người ta sau khi mà người ta làm lễ xong, người ta có cái câu nguyện á, nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, nguyện đoạn diệt tham sân si đồ, vân vân. Nhưng mà người ta không có hiểu cái phiền não chướng có nghĩa là gì. Cái phiền não chướng có nghĩa là như thế nào quý vị? Ký lê xá là cái phiền não, mà cái chướng này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là nó luôn luôn nó che cái tâm của mình, nó luôn luôn nó che cái tâm của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng bình thường một cái người phụ nữ, một cái bà chủ ở trong cái trường hợp này, bà cũng đã từng đi chùa, bà cũng đã từng nghe pháp, bà cũng đã từng tạo công đức phước báo. Nhưng mà quý vị thấy khi mà có chuyện xảy ra, bà không đủ bình tĩnh, bà không đủ bình tĩnh để chi, để mà bà xử lý cái chuyện đó, cái việc đó. Thành ra bà mới bắt cái người nữ tỳ đó vào ở trong cái nhà giam, rồi tự bà ra những cái hình phạt, những cái hành động để mà làm cho đã tức cái cơn giận của mình. Thành ra ở đây đó, chúng tôi muốn nói rằng đó, đây là cái phiền não nó làm, nó ngăn cản cái tâm của chúng ta quý vị. Thường thường ví dụ như chúng ta đi tu tập, chúng ta đi chùa, chúng ta cũng nghe về tâm từ, chúng ta cũng biết giữ giới, chúng ta cũng biết tạo những cái thiện pháp. Nhưng mà khi nào đó mà cái chuyện gì mà nó đụng đến quyến thuộc của chúng ta, hoặc là nó đụng đến bản thân của chúng ta, hoặc là cái cương vị, cái địa vị gì đó, là coi như là lúc đó là coi như là tâm của mình nó bị dao động, nó không có còn cái, nó không có còn cái sự mà tự chủ. Cũng như lúc trước đó, quý vị biết ở chùa chúng tôi cũng vậy, có hai bà đó, có hai bà đó ở trong bếp đó, cứ cự cãi với nhau hoài, cự cãi mà coi như là mình làm bà, làm mẹ, làm bà nội, bà ngoại luôn, mà cứ tối ngày cứ cự cãi nhau hoài. Thành ra cái lần đó đó chúng tôi khuyên hai bà, chúng tôi khuyên hai bà, mà quý vị biết á, lúc đó đó đối với bản thân của chúng tôi, ở trong cái thời gian đầu mà chúng tôi khuyên á, thì quý vị biết nếu mà chúng tôi mà là một cái người mà xấu, một cái người mà mình không giữ được bình tĩnh á, là mình sẽ bỏ lơ cho người ta. Mà vì rằng á, chúng tôi nghĩ rằng á, mình mà bỏ lơ đó thì cái sự việc nó lại nhỏ mà nó diễn ra rất là trầm trọng. Là cái câu chuyện đó là quý vị biết rằng do hai cái bà này á, cứ ganh ghét nhau, bất đồng ý kiến, cự cãi nhau đến nỗi mà
hai bên đều có con, đều có cháu nội cháu ngoại, rồi hai cái bên đó, đó người ta cũng đều có cái sự mà sân si với nhau, mà có cái sự ganh ghét nóng giận với nhau. Thì lúc đó chúng tôi nói thôi, cái chuyện mà mình đi chùa á, mình lo mình tạo phước, còn cái những cái lời nói thị phi đó chúng ta nghe rồi chúng ta phải bỏ qua một bên, chúng ta không có nên để tâm đến. Cái họ nói đâu được, sư nói vậy đâu được, cái chuyện này phải làm ra lẽ, cái chuyện này không có nhịn được, cái chuyện này phải làm ra lẽ. Thì lúc đó quý vị biết chúng tôi rất là bực, rất là khó chịu, nhưng mà cũng ráng, cũng ráng phân tích cho hai bà nghe. Chúng tôi nói mình là cái bậc phụ huynh mà mình gây gổ với nhau như vậy, rồi con của mình nó ruột, rồi nó cũng xen vô, mà bắt đầu nó xen vô, mà bên con cái của mình nó còn trẻ, nó xen vô, nó cãi qua cãi lại, thì có chuyện sẽ đánh lộn. Rồi đánh lộn thì nó cũng chưa có dừng lại ở đó, rồi những cái đứa cháu, những cái đứa cháu của mình nó cũng nhào vô và nó đánh. Thì quý vị thấy rằng lúc đó đó là đối với cái sự việc đó, nếu mà nó xảy ra, nếu mà nó xảy ra thì sao? Thì một bên thì phải vào ở trong nhà thương, một bên thì phải vướng vào dòng lao lý. Mà quý vị biết là nằm ở trong nhà thương nó đâu có sướng quý vị, nó rất là khổ, nó khổ trăm bề. Còn nằm ở trong cái dòng lao lý nó còn khổ trăm bề, nó còn khổ ngàn lần hơn nữa. Mà khi mà nhìn lại cái sự việc là nó không có gì hết. Nhìn lại cái sự việc là chỉ có cái lời qua tiếng lại, rồi mình vì cái bản ngã của mình mà mình chống trả một cách quyết liệt, chống trả một cách tới cùng. Rồi cuối cùng con và cháu của hai bên, một bên thì phải vô bệnh viện, một bên thì phải vướng vào cái dòng lao lý. Mà hỏi ra tại ai? Tại mẹ mình, tại bà nội mình, tại bà ngoại mình. Rồi quý vị nhìn cái đó đó, quý vị lúc đó quý vị đừng nói là mình ăn năn, đừng nói là mình hối hận, cái lúc đó là nó quá muộn rồi, lúc đó là nó quá muộn rồi quý vị. Thì thật sự ra thì chúng tôi cũng không ngờ rằng là khi mà chúng tôi phân tích ra như vậy đó, thì hai người họ coi như là tự động họ bỏ về, họ tự động họ bỏ về, và nói chung là họ không còn gây cái quán thù với nhau nữa. Thì cái chỗ này á, thật sự ra những cái câu chuyện này đó, quý vị biết rằng á, chúng tôi ở trong chùa đó, chúng tôi thấy rằng á, có nhiều người á, mà là cái cương vị á, mà đứng đầu ở trong một cái ngôi chùa đó, hình như là họ không có biết cái sự phân tích này ra quý vị. Hình như là họ thấy cái chuyện này á, nó dễ dàng quá. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết cái tâm sân của mình á, lúc đó nó không nhìn thấy cái điều này. Cái tâm sân của mình nó không nhìn thấy cái điều này. Chỉ có cái tâm thiện đó, có những cái tâm mà lúc đó chúng ta có cái sự bình tĩnh á, chúng ta mới nhìn thấy được những cái điều này. Cũng như chúng tôi nói ở trong cái lớp học của mình cũng vậy. Khi mà mình ganh ghét nhau đó, mình ganh ghét nhau á, cái lúc đó cái tâm bất thiện mình nó sanh lên, mình không nhìn thấy được những cái hậu quả, mình không nhìn thấy được những cái hậu quả. Thí dụ như bây giờ đó, quý vị thấy không, có nhiều khi đó, thí dụ như thử mà mình nói xấu cái người nào đi, mình nói xấu cái người nào đi, mình nói riết làm cho cái người đó người ta không có vào ở trong đây người ta học, hoặc là mình nói riết cái hội chúng nó chia rẽ, nó chỉ còn có 5-7 người hoặc là mười mấy người ở trong một cái lớp học. Thì khi mà chúng ta nhìn lại đó thì chúng ta thấy cái tai hại nó rất là nhiều. Nhưng mà lúc tâm sân mình không nhìn thấy ra được. Mình nhìn cái tai hại đó, lúc đó mình thấy rằng là tại sao mà Phật giáo nguyên thủy của mình tan rã sớm vậy? Tại sao cái giáo pháp này nó không được kéo dài mà nó lại bị mất đi sớm vậy? Là nó là tại sao quý vị? Tại cái tâm sân của mình, tại cái tâm sân của mình. Cũng như quý vị biết có những lần chúng tôi đọc những cái thông tin ở trên Facebook, có một số người cư sĩ đó, quý vị biết cái đối với cái về cái vấn đề cái luật mà giữ tiền của các vị tỳ khu đó, quý vị biết rằng những người đó là người ta rành ơi là rành luôn.
ta rành ở trong điều, ở trong cái phẩm nào, quy định như thế nào, quy định như thế nào, cái vị đó giữ tiền bạc sẽ bị phạm sao, rồi phải ưng xả đối trị như thế nào, vân vân. Nhưng mà chúng tôi tiếc một cái đó, những người đó đó, ngoài cái chuyện đó ra đó, người ta không biết chuyện gì nữa. Ngoài cái chuyện đó ra đó, người ta không biết một cái chuyện gì hết. Đó, chứ thật sự ra đó, quý vị biết rằng đối với cái lực mà một cái vị tỳ kheo mà giữ tiền vàng bạc, cái vị đó phạm, cái vị đó phạm tội. Rồi, còn nếu mà mình kêu cái người khác giữ giùm, kêu cái người khác giữ giùm thì cũng phạm tội luôn, thì cũng phạm tội luôn. Rồi nếu mà mình mà biết cái người đó giữ giùm mình, rồi mình ngồi mình suy nghĩ lại, mình ngồi mình suy nghĩ lại, mình vui thích là coi như là cái tháng vừa rồi đó, mình đi lễ hoặc là mình gặp cái người đó gì đó, người ta cúng mình được nhiêu đó, ở trong bây giờ cái người đó đang giữ giùm mình nhiêu vậy đó, thì mình thỏa thích ở trong cái điều đó cũng bị phạm, cũng bị phạm luôn. Nhưng mà ở đây đó, chúng tôi nói, chúng tôi muốn nói rằng cái điều là mình đâu có biết, mình đâu có biết có những vị đó người ta nhận cái đồng tiền đó rồi người ta làm cái gì, người ta làm gì, người ta coi như là người ta chăm sóc vô cái ngôi chùa, hay là người ta cầm cái số tiền đó người ta đi du lịch. Mình đâu có biết được quý vị, mình không biết được cái điều đó. Nhưng mà cái điều mà nó quan trọng á, ở trong cái cuộc đời này đó là như thế nào quý vị. Mỗi người tự mỗi tu, chúng ta mỗi người chúng ta tự tu để mà chúng ta đạt đến cái sự mà an lạc hoặc là cái sự an vui, chứ đâu phải là mỗi người mà chúng ta cứ đi tìm ba cái chuyện này hoài. Chúng ta đâu có đi tìm mấy cái chuyện này, thật sự ra nó ít lợi gì. Thậm chí nữa đó, mình không khéo đó, mình là cái người mà là gián tiếp trực tiếp để mà mình phá cái Phật giáo này. Quý vị thấy rằng đối với Đức Phật không có dạy, hoặc là các vị trưởng lão đó, không có dạy mình đi dập lá tìm sâu. Các vị trưởng lão dạy như vậy là phạm nha. Nếu mà mình làm phạm mình ráng chịu, còn mình không có làm mình không có phạm thì thôi. Đó, thì đối với cũng giống như là cái câu mà nói mà thường vậy đó, hãy mà mình uống nước thì mình đã khác, thì mình tu tập mình tạo phước báo thì mình được an lạc. Còn cái người đó người ta giữ hoặc là người ta làm gì mình kể anh ta, cái điều đó nó không có ảnh hưởng, nó không có ảnh hưởng tới mình nhiều. Mà ở đây Đức Phật nói rằng giống như là mình bị trúng đạn, mình bị trúng cái mũi tên, mình có cái thân người ở đây nè, mình phải chịu nhiều cái sự đau khổ, rồi những cái chúng sanh kia người ta cũng chịu nhiều cái đau khổ, thì mình ở đây mình đau khổ thì mình sẽ tìm cái cách để mà mình băng bó vết thương của mình ra để mà mình trị được cái độc đó. Còn những người kia thì giờ người ta không chịu tháo cái mũi tên đó ra, người ta không chịu băng bó, người ta không chịu băng bó mà người ta tho thêm thuốc độc vô thì kể người ta. Cũng như giờ mình thấy là coi như là mình với những người đó là cũng bị đang bị trúng độc của tham sân si đó. Thì bây giờ là ví dụ như chúng tôi với quý vị, chúng tôi với quý vị đều là chúng sanh, thành ra coi như là giống như ai cũng đang bị trúng độc hết, ai cũng đang bị trúng độc hết. Thì bây giờ quý vị là cái người mà biết tho chăm sóc để mà tháo gỡ cái độc đó ra, rồi quý vị kêu tôi là tháo cái độc đó ra đi để không thôi là nó đau nó phá nữa, mà quý vị kêu mà chúng tôi không tháo thì thôi, thì coi như là bản thân của cái người đó người ta sẽ bị thôi, người ta sẽ dính cái sự đau khổ, người ta phải chịu cái sự đau khổ đó thôi. Còn chứ có đâu mà mình làm cái gì mà mình phải chạy đi, mình la làng giống như là mình là một cái quan tòa, giống như là mình là đại diện một cái chân lý, giống như là mình có một cái quyền gì đó nó tối cao, mình giám sát ở trong đời sống của những cái vị tu sĩ. Thành ra đó quý vị thấy rằng có nhiều khi thí dụ như giờ mình phiên cái người đó vậy
Nếu mà người ta làm được, tốt được thì ok. Còn người ta không làm thì thôi. Đó, thành ra đó, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái phiền não chướng á, cái phiền não chướng á là có là cái gì quý vị? Có lúc á là do bình thường mình rất là khôn, bình thường mình rất là có học nhiều, nhưng mà cái chuyện gì đó nó xảy đến với mình, cái tự nhiên cái mình sanh lên, mình sanh lên nó che khuất cái tầm nhìn của mình, nó che khuất cái trí tuệ của mình. Đó thì cái lúc đó cái sanh đó đó gọi là cái phiền não chướng. Còn bình thường mình gặp các vị sư, mình rất là cung kính, rất là có cái sự mà cung kính, có cái niềm tin. Nhưng mà khi mà mình nghe cái câu chuyện gì đó, mình nghe một cái câu chuyện gì đó, thì tự nhiên cái lúc đó, đó là mình ngã mạn, mình khởi lên cái phiền não chướng của mình. Mình nghĩ rằng là mình là một người là giống như là đại diện cho nguyên một cái tạng lực gì đó. Mình giống như là một cái người mà đại diện cho một cái tạng lực đó. Mình đứng ra, mình phân tích, mình xét xử, mình làm gì đó. Đó, thành ra, nhưng mà cuối cùng thì sao quý vị? Cuối cùng nó không đâu vào đâu hết. Rồi cái bản thân của mình cũng tham sân si, cũng ngã mạn, cũng y như vậy. Cũng y như thế đó. Đó, thành ra đó, chúng tôi bây giờ chúng tôi mới nhân cái cơ hội này, chúng tôi mới nói cho quý vị nghe về cái phiền não chướng là nó như vậy. Cái phiền não chướng á, thật sự ra đó, nó rất là nguy hiểm. Khi mà bình thường chúng ta rất là có niềm tin, bình thường chúng ta rất là có tâm từ, nhưng mà khi mà một cái sự việc gì đó nó đến với mình thì lúc đó mình không có đủ để cái sự bình tĩnh để mà mình giải quyết cái công việc đó, hoặc là mình giải quyết cái chuyện đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với Đức Phật, Ngài là một cái bậc thiên nhân sư. Đó, Ngài nghe cái câu chuyện đó, cái bà tín nữ đó, bà đi đến, bà nghe pháp trước rồi, rồi đến nữ tỳ này đi đến sau, mới bạch Đức Thế Tôn, con vậy vậy đó, rồi con bị hình phạt vậy vậy đó. Rồi Đức Phật đã thuyết lên cái bài kệ này: ác hạnh không nên làm, ác hạnh không nên làm. Tự nhiên cái cô nữ tỳ này cổ gian díu với chồng mình, cái mình ra tay, cái mình là cái người mà nó không có phạm tội, mình không có, mình là cái người mà không có ác hạnh gì hết, cái tự nhiên mình bắt giam người ta, mình bắt giam người ta, cái mình đánh đập, mình hành hạ người ta, rồi xong rồi cái bắt đầu là mình có ác hạnh, mà trước đó mình không có ác hạnh gì hết. Đó, rồi cái người nữ tỳ đó thì quý vị thấy rằng là coi như là cũng tạo cái ác hạnh. Thành ra Đức Phật mới thuyết lên là các ác hạnh không nên làm, làm xong phải chịu khổ đau, làm xong là phải chịu cái khổ lị. Còn đối với cái thiện hạnh là ắt làm, có nghĩa là phải làm, phải làm. Đối với cái thiện hạnh thì mình phải làm, làm xong thiện hạnh mà làm xong rồi mình không có cái sự ăn năn. Thì qua cái câu kệ này đó, chúng tôi muốn nhắc lên cái điều này á, để cho chúng ta biết rằng là chúng ta tu tập, nhưng mà chúng ta không phải là một cái bậc thánh, nhưng mà chúng ta cũng phải được học theo. Có nghĩa là mình được học theo từ từ, mình học theo từ từ. Đối với những cái bậc trí, thường thường các ngài đứng giữa công chúng, các ngài không có bị thiên vị về một cái bên nào hết. Đó, thì mình không phải là bậc trí, hoặc là mình là không phải là những cái bậc thánh nhân, nhưng mà mình được một cái là mình có cái duyên lành, mình học theo. Mình học theo bằng cách nào quý vị? Mình nghe một cái sự kiện gì đó, rồi mình cũng từ từ, mình cũng từ từ, rồi mình coi lúc đó mình nên đối xử như thế nào, mình coi mình có sân quá hay không, hoặc là mình lúc đó mình có nên ngã mạn quá hay không. Đó, thì cái cách này đó, mình làm như vậy đó, từ từ mình sẽ tháo gỡ được, từ từ mình sẽ vượt qua được. Còn nếu mà bây giờ đó, mà chúng ta không có tu tập, chúng ta không có tu tập thì về sau này nó cũng rất là nguy hiểm quý vị. Tại sao mà nguy hiểm quý vị?
Tại vì á, thật sự ra đó, đối với chúng ta đó, chúng ta có học ở trong cái giáo pháp này à, nhưng mà chúng ta không có quán xét về cái tâm của mình, thì cái phiền não tham sân si nó vẫn còn đó. Nhiều khi cái sân nó còn mạnh hơn nữa. Rồi lúc nào đó à, chúng ta có cái sự bố thí đi à, chúng ta có cái sự bố thí đi, hoặc là chúng ta có cái sự cung kính đi. Đó, rồi ở trong tương lai à, mình sanh ra cũng làm hoàng hậu à, cũng thôi là cũng làm hoàng đế. Rồi lúc đó có tài sản à, có quyền lực nhiều, nhưng mà cái gốc sân của mình vẫn còn đó à, mà không có cái gốc của tâm từ, cái gốc sân của mình vẫn còn đó. Thì lúc đó quý vị thấy rằng nếu mà ai mà nghịch ý với mình à, chỉ cần nghịch ý với mình thôi, thì coi như là ra lệnh à, tẩn sức à, mà hãy mà nếu mà cái đối tượng đó nhầm là một cái vị tu sĩ, một cái vị sa môn bà la môn nào đó, thì chúng ta à, phạm vào à, những cái ác nghiệp à, rất là nặng nề. Cũng như mình coi những cái câu chuyện truyền thân à, của Ngài Ú Ba Lý à, hoặc là rất là nhiều à, rất là nhiều vị à, ở trong quá khứ có làm gì đâu à, sanh ra ở trong con nhà giàu à, sanh ra ở trong con nhà giàu, rồi một buổi lễ nọ đó à, trang hoàng quần áo đẹp à, cưỡi voi cưỡi ngựa đi à, để mà muốn à, đi ra ở bên ngoài à, cho dân chúng ở trong thành người ta chiêm ngưỡng à, cái sự giàu có của mình à, cái sự giàu có của mình à, cái sự trang hoàng à, trang sức lộng lẫy đẹp đẽ của mình, mà không ngờ đi ra ngoài không ai nhìn hết à, rồi coi tìm cái nguyên nhân là tại sao không có ai nhìn mình hết, thì lúc đó mới thấy là mọi người người ta xúm vô, người ta ngồi, người ta nghe một cái vị sa môn thuyết giảng à, thuyết giảng như đầu mình đến mình ganh tị à, mình chửi à, mình chửi cái vị sa môn đó à, rách rưới rồi đồ hủi hoặc là à, đồ bần tiện đồ này kia, do cái nghiệp như vậy mà những cái chúng sanh đó à, phải sanh à, vào à, những cái dòng dõi à, mà thấp kém à, hoặc là à, bị cùi bị hủi vân vân à, bị cùi bị hủi đó. Thành ra quý vị thấy rằng á, đối với cái phiền não chướng này á, nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta đối với chúng tôi biết rằng chắc chắn đối với tất cả chúng ta có tu tập ở trong cái giáo pháp này à, những cái đời sống nào mà chúng ta được sanh lại làm người à, những cái đời sống nào chúng ta được sanh lại làm người, chúng tôi có cái hy vọng chắc rằng là tất cả chúng ta đó quyền uy có quý vị à, quyền uy có, tài sản có, trí tuệ cũng có, nhưng mà không biết là những cái phiền não chướng á, là diệt nổi không à, hoặc là những cái gốc sân á, mình lúc đó mình có cái tâm từ để mà mình đối trị hay không à, là tại sao vậy? Tại vì ở trong đời này đó, chúng ta có phước, chúng ta có cung kính nè à, chúng ta có phục vụ nè à, rồi chúng ta có bố thí nè à, chúng ta có tu tập à, nhưng mà cái sự tu tập của chúng ta đó à, chúng ta có đối trị được không à, có tâm từ để mà đối trị với tâm sân không à, khi mà chúng ta à, bố thí à, hoặc là khi mà chúng ta cung kính à, chúng ta phục vụ, thì lúc đó chúng ta có an trú được ở trong tâm từ à, để mà nó đè nén à, được tâm sân không? Đó thì cái điều đó nó quan trọng. Thành ra quý vị thấy rằng hai cái này nó cũng song song à, nó cũng song hành với nhau. Thì cái sự mà làm thiện của mình, thiện hạnh ác nên làm xong không ăn năn, thì đối với những cái phước thiện này nè, chắc chắn ở trong đời sau nó sẽ trổ. À, nó sẽ trổ cho mình là một người có quyền uy à, một người có tài sản à, nhưng mà những cái phiền não của mình à, nó có được giảm nhẹ hay không, có nghĩa là mình có tâm từ để mà đè nén được tâm sân hay không. Quý vị thấy rằng ngày xưa quý vị thấy không, có những vị quan à, có quyền lực à, rất là lớn, nhưng mà cũng nhờ ở trong quá khứ đã từng tu tập. Thành ra khi mà làm quan rồi đó à, có những cái chuyện á, là các cái vị đó biết cái cách xử lý. Cũng như cái câu chuyện mà nói về một cái người đàn ông, do cái ông ta thương cái người vợ quá, mà lúc đó là coi như là à, trong cái mùa đói kém à, trong cái mùa đói kém, thành ra không có thức ăn à, cho người vợ mình ăn. Nên ông ta đã à, nhìn thấy một cái vị sư à, đang tắm ở dưới một cái bến nước
ở một cái bến nước. Thành ra ông ta đã lén bò đến đó, lấy cắp cái bộ y và cái bình bát, rồi dặn vào ở trong người, có nghĩa là đắp vào trong người, rồi mới ôm bình bát đi vào thành để mà thất thực. Thì lúc đó vị vua đó mới thấy rằng là coi như là cái người này sau mặt mày sáng mà nhìn thấy phúc hậu vân vân. Thành ra đức vua đã kêu người đem vật thực đến cúng dường rất là nhiều, loại cứng, loại mềm, loại thượng vị cho cái người đó. Thì khi mà cúng cho cái người đó xong đó, thì ông vua ông mới kêu cái ông quan là đi theo coi cái chú xứ của cái vị đó ở đâu, để mai mốt mà trẫm biết được á, trẫm có thời gian trẫm sẽ đi đến để mà thăm viếng cái vị sa môn đó. Thì cái vị quan đó đi theo dõi ở trên đường cái người đó, người ta trở về. Cái vị quan đó thấy ổng đến bên nước, rồi ổng tháo cái bộ y ra, ổng trả cái bình bát, ổng lấy đồ, ổng đựng thức ăn, ổng trả đồ lại cho cái vị sư đó, rồi ổng trở về, ổng cho vợ ổng, ổng đút vợ ổng ăn. Thì ông quan đó ổng suy nghĩ, bây giờ mà mình cho người mà báo về với đức vua cái sự việc nó xảy ra như vậy á, là coi như là ông vua là ông coi như là ông chặt tay chặt chân cái ông này luôn. Là lúc đó ông vua ông chẳng những mà ông không tạo được phước, mà ông lại tạo thêm cái ác nghiệp. Thành ra cái vị quan đó mới suy nghĩ ra, suy nghĩ ra là coi như là bây giờ mình mới về mình nói đức vua, là coi như là mình theo dõi tới ngoài đó, ngoài cái bến nước rồi đó, thì lúc bấy giờ không thấy cái vị sa môn đó nữa, có nghĩa là ổng thay đồ ra rồi sao còn thấy vị sa môn đó nữa quý vị, có nghĩa là đi đến bến nước đó rồi thấy người ta thay đồ ra rồi, thành ra ổng về ổng báo lại với ông vua là đi đến cái bến nước đó không thấy vị sa môn đó nữa đó. Thì ông vua đó ổng nghe cái điều đó thì ổng lại nghĩ rằng là chắc cái vị đó có thần thông, thành ra mình kêu ông quan này là ổng đi theo dõi mà đi ra tới bến nước rồi giờ không thấy cái vị sa môn đó nữa, đi từ trong thành ra tới bến nước thì thấy, nhưng mà tới bến nước rồi không thấy vị sa môn đó nữa đó. Thì ông vua đó thì ông nghĩ rồi chắc cái vị sa môn đó là coi như là có thần thông quý vị, có thần thông. Thành ra ông vua ông quan hỷ, cái sự quan hỷ của ông nó tràn ngập. Ông vua ông nghĩ rằng là mình có cơ hội mình cúng dường cho một cái vị sa môn mà có cái thần lực như vậy. Có thần lực như vậy, thành ra ông có cái ông vua ổng quan hỷ suốt mấy ngày đó. Thì chúng tôi kể cái câu chuyện này ra đó để cho chúng ta biết rằng là đối với thật sự ra cái đời sống tu tập này của mình đối với chúng tôi á, chúng tôi có niềm tin chắc khi mà quý vị có những cái pháp cung kính, khi mà quý vị có những cái pháp phục vụ, khi mà quý vị có những cái pháp bố thí cúng dường, khi mà quý vị có những cái pháp tu tập thiền định thiền quán vân vân, chắc chắn nếu mà một cái đời sống nào mà chúng ta sanh lại làm người đó thì coi như là chúng ta sẽ có đầy đủ cái phước mà chúng ta đã tạo. Nó thật sự ra đó, nếu mà mình coi kỹ ở trong kinh đó, rồi mình ngồi mình suy nghiệm ra, mình thấy những cái vị đại gia ở trong thời nay đó, chưa chắc đâu. Nếu mà đời sau cái phước mình nó trổ á, mình còn gấp mấy chục lần những cái đại gia thời này đó. Nhưng mà nó chỉ có một cái hơi ngại ngùng rằng là những cái phiền não đó mình có đoạn được không, những cái phiền não đó mình có đoạn được không, có nghĩa là cái sân ngủ ngầm, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghi, ngã mạn vân vân, mình có đoạn được không. Chứ lúc đó nếu mà quý vị thấy đó, mình có tài sản, mình có địa vị, có vương viền, thì lúc đó nếu mà mình có tâm từ thiện xá quyện, muôn dân ba tánh sẽ được hưởng cái điều đó. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng có những cái vị mà người ta giàu có, người ta có đầy đủ tài sản đi, người ta đem cái tài sản đó người ta đi làm những cái công đức đồ này kia, thì ở trong tương lai đó, nếu mà mình mà có tài sản đó, thì mình cũng đi làm những cái điều đó, nó sẽ tốt hơn là lúc đó mình có tài sản mà mình còn tạo thêm những cái ác nghiệp bằng cách là mình
một có rồi mình muốn có nhiều hơn, thành ra mình suy nghĩ ra, mình chế tạo cái này, mình chế tạo cái kia để mà nó thu cái lợi nhuận bất chánh vô, nó nhiều, nó tăng gấp bội phần. Thành ra cuối cùng là coi như là mình tạo thêm nhiều cái điều tội lỗi nữa. Thành ra qua cái câu kệ này đó, quý vị thấy rằng là đối với cái ác hành mình không nên làm. Tại sao? Tại vì làm xong đó, mình phải chịu khổ lụy. Còn đối với thiện hạnh đó, thì ác nên làm là tại sao? Tại vì khi mà mình làm xong rồi, mình được hoan hỷ mà nó không có ăn năn, không có nuối tiếc, mà nó còn được an vui ở trong kiếp này và ở trong nhiều đời sống sau, mình được cái sự an lạc do cái thiện nghiệp của mình đã làm. Đó thì quý vị thấy rằng qua cái câu kệ này đó, thì những cái người mà nghe Đức Phật thuyết pháp, nhất là hai vợ chồng đó đã chứng được đạo quả dựng lưu thánh đạo, có nghĩa là bậc thánh Tu Đà Hoàn. Thì kính thưa quý vị, đối với cái bài học này thì chúng tôi xin được thuyết giảng đến đây, xin được dứt lời. Với cái phần phước này xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều đến quý cô tu nữ cùng các thiện nam tín nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tướng đại thiên vương, chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn cả các vị long vương, cả các bà na quỷ Atula, những chúng sanh giả so, những chúng sanh phước mặt phước mai, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này, mong các ngài các vị hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng bài học số 314 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, kính thỉnh đại đức Pháp Tính chúc phúc cho rum chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa minh hạnh đã rời rum. Dạ, kính dân mít đính sư. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nupavena sada soti pavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nupavena sada soti pavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nupavena sada soti pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thủ lần thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni phụ tê ga rê bồ thi ga rê tạ hình tạ hình ta tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bích ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la mu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ra a tha vô pa pa ti ca
ni ya ni căn tham ma qua răng ba tiết cha tề sắp về bi đúc kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang cô hồ tu sa ma cô qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khăn tu sắc thẩm mô sắp về bi thầm ma cha ri nô vút sâm pa phu ni ya ma thầm ma ri ya pa huê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập qua rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm nhân xin xuống mic.